Xin chào tất cả các mẹ nhé. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu thêm với các mẹ một món nước cháo nữa. Đó là hôm nay mình sẽ cho bé nhà mình ăn cháo trứng gà và rau cải. Món cháo trứng gà nấu với rau cải này thì mình chuẩn bị đó là một trứng gà xo, và mình chỉ lấy phần tròng đỏ. Bé dưới 1 tuổi thì mình cho bé ăn trứng thì chỉ cần một tròng đỏ là đủ. Và rau cải mình đã bằm nhuyễn. Mình có thể kết hợp rất nhiều loại rau để cho cái bữa ăn của bé thêm đa dạng. Bé có thể ăn được tất cả những cái loại rau mà mình ăn được thì bé cũng ăn được, trừ những cái loại rau củ mà nó quá cứng hoặc là nó có vị cay nồng thì bé không ăn được thôi. Còn đây là cháo. Mình đã dây sẵn khoảng một chén cháo vừa đủ để bé nhà mình ăn. Cháo này thì mình nấu sẵn, mình nấu để dùng cho cả ngày, là 3 bữa ăn của bé. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu nấu. Cháo trứng này thì rất là giàu dinh dưỡng. Trứng thì cung cấp rất nhiều vitamin, và đặc biệt là trong trứng gà thì cũng rất nhiều chất. Mình thường thường thì một tuần mình cho bé ăn khoảng 2 đến 3 bữa kết hợp với các loại rau lá xanh hoặc là các loại củ. Cháo của mình hơi đặc, thêm một chút nước vào trong rau như thế này, mình cho vào cháo. Đối với khẩu phần ăn của các bé thì bây giờ cái lượng rau cũng chưa có cần nhiều, nhưng mà ở thành phố, ở quê thì rất là dễ rồi, nhưng mà ở thành phố thì mình có thể trồng để cho các bé ăn. Mấy loại rau dễ trồng như là rau cải, rau mùng tơi, rau hoa lan rất là dễ trồng. Mình sẽ để cháo sôi lên một chút nữa mình bỏ trứng vào. Rau mình bằm nhuyễn nên là nó chỉ cần một cháo sôi lên là rau cũng chín rồi, không cần nấu quá lâu, cái rau nó sẽ mất đi cái vitamin. Thank you.
đây mình đã vừa hoàn thành xong chén cháo trứng nấu với rau cải dành cho bé. Hy vọng là đã thêm được một món cháo và thực đơn ăn dặm cho các mẹ để dành cho bé yêu của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ ở các video tiếp theo. Nếu yêu thích video của mình thì các mẹ hãy nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất về các món ăn dặm dành cho bé nhé. Ở các video tiếp theo thì mình sẽ làm thêm một số món về các món súp dành cho bé nhé. Xin chào các mẹ.